Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Huy hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Linh Duy theo dõi tiếp tập 169 của truyện xuyên không ngược về thời Minh. Trương Dần nghiêm mặt nói: Có thể lợi dụng thời thế này, Dương Hổ cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu Thanh trọng không rơi vào cục diện đó, Dương Hổ liệu có đem nhân mã truyền đến Thanh trọng, còn có thể ổn định chỗ đứng, thu phục lòng dân nhanh như vậy? Tâm cơ, năng lực, người này trước đáng để tán dương. Nhưng nếu coi hắn như một kẻ không có năng lực, đó chính là sai lầm lớn. Người của chúng ta đã trà trộn vào chưa? Tiêu Duyệt Thư cung kính nói, nhà được chỉ thị của giáo chủ, ba vị trưởng lão truyền giáo của chúng ta ở Thanh Châu dùng thân phận thân hảo địa phương quyên góp toàn bộ tài sản gia nhập vào nghĩa quân của Dương Hồ, cho nên rất được hắn coi trọng. Nhưng có một điểm thuộc hạ không rõ, thế lực của chúng ta ở Thanh Châu sớm đã bại lộ rồi. Hơn nữa ba vị trưởng lão thu nạp giáp chúng, tài sản tích góp cũng không phải là con số nhỏ. Cái giá phải trả này có đáng không? nếu như người của dương hồ cũng có thể thành đại sự vậy chi bằng chúng ta trực tiếp kêu gọi hương quân khởi binh so với bồi dưỡng hắn không phải là mạnh hơn rất nhiều sao trương dần khẽ lắc đầu hắn vốn dùng tín ngưỡng tôn giáo mê hoặc dân chúng lợi dụng dân chúng làm đội quân tạo phản cho nên quảng nam giáo đồ hô hào một tiếng là có thể thuận lợi tạo dựng đại quân giống như minh giáo năm xưa chống lại đại nguyên thuận lợi lấy được thiên hạ nhưng từ sau khi tổng đàn tiềm tây bị quan phủ quét sạch hắn không cho rằng là do mình và thúc thúc chuẩn bị không đầy đủ mà là bên trong có phản đồ mật báo cho nên mới bị quan binh đánh úp bất ngờ thất bại thảm hại còn tưởng là nông dân quân không chịu nổi một đòn chuyển sang dùng sự mê tín phá vỡ từ bên trong đại minh nhất là sau khi hắn đảm nhiệm chỉ huy thái nguyên vệ thông lĩnh biên quân đại minh tinh nhuệ trương dần càng cảm nhận sâu sắc nông dân nghĩa quân chưa được trải qua hệ thống huấn luyện khó có thể chống lại quan phủ Trương dần khinh miệt cười nói không kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn không thay đổi vẫn là tranh thủ để ninh vương có được ngôi vua sau đó khơi mào tranh giành trong hoàng tộc chu thị thời lúc lạn lạc mà thay thế những đương kim hoàng thượng đang lúc thiếu niên sau khi bị tập kích trên núi bạch đăng và giải ngữ tu hoa bại lộ thân phật phòng bị cảnh giới bên cạnh y đã được tăng cường rất khó tìm được cơ hội hành thích muốn để ninh vương bình an leo lên hoàng vị xem ra không còn biện pháp ninh vương hiện tại vừa có được ba vệ binh mã đại nhân đang giúp hắn huấn luyện quân đội hình thế thiên hạ bây giờ đang dần ổn định nếu ninh vương bỏ ra 3 đến 5 năm ở đây huấn luyện tốt binh mã thiên hạ đại minh cũng giàu có ăn địch khi đó đương kim thiên tử cũng đã trưởng thành đang vào độ tuổi xuân thu đỉnh thịnh chúng ta muốn lấy được thiên hạ không biết còn phải đợi thêm mấy trăm năm dương hồ thạo phạt mặc dù đã chọn nơi bách tính dễ phụ tòng nhưng sở độc phía bắc có biên quân trọng binh phía đông sát biển không thể dựa vào phía tây có mấy chục vạn đại quân kinh sư ta đoán nếu hắn khởi sự sẽ không chấm đỡ nổi 3 tháng thời gian Chúng ta không cho hắn mượn nhân mã lương thảo, sao hắn có thể thay ta khuấy đảo Giang Sơn Đại Minh? Trương Dần đặt chén trà xuống, từ từ đi lại trong vòng. Tiêu diệt Thư cũng đứng dậy theo. Trương Dần dừng bước chân, tay chắp sau lưng từ từ nói. Kẻ anh hùng có thể nhờ thời thế thiên hạ làm nên việc. Thế trong thiên hạ đâu có chuyện tất nhiên mà thành. Còn kẻ anh hùng lại biết lợi dụng kẽ hở, kiên nhẫn mà bất biến, lấy thời thế thiên hạ để làm nên chuyện. Dương Hổ đang lợi dụng xu thế Thanh Châu, còn chúng ta đang lợi dụng xu thế Dương Hổ. Triều <laughs> đình có kiều đình, thiên hạ có kiều châu, thành châu chính là một trong phổ kiều châu. Nói không chừng dương hồ này có thể thấy chúng ta đánh gãy một chân kiều đình này. Khuấy đảo kiều châu, chúng ta tranh thủ một chút thời gian sáng tạo cơ hội. Tiêu giải thư lo lắng nói, chỉ sợ nuôi hồ thành họa. Dương Hồ không đáng khen ngợi, nhưng ngộ nhỡ dưới sự bồi dưỡng âm thầm của chúng ta, Dương Hồ có thể làm thành đại sự thì sao? Chúng ta muốn loại trừ hắn là phải cần một phen trách trở nữa. Nếu giáo chủ quyết định nâng đỡ Ninh Vương trước, rồi mới dẫn Trư Phiên Công thừa loạn thủ lợi, Sao có cần địch dương hồ ở đây, chỉ sợ chú ý này khó lòng được như ý nguyện. Trước dân mắt lóe lạnh mang, thản nhiên cười nói. <cười> cái này, ta đương nhiên sớm có suy xét. Ta không những tặng dương hồ rất nhiều binh mã, lương thảo, giúp đỡ cho đám thả mãng này làm nên chuyện. Ta còn giúp hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Đại lễ này hiện tại có thể giúp hồ mọc cánh, nhưng sau này cũng có thể nhổ đi răng nanh của hồ, thay thế vào vị trí của hắn. Đại lễ? Lấy đại lễ? Trong lòng của tiêu diệt thư chật thoáng qua cái tên này, đang định lên tiếng hỏi thì nhìn thấy thần sắc khoe khoang của trương dần bà chữ tam thiếu chủ đã bỏ tới bên miệng lại bị nuốt xuống ông ta cúi đầu cung kính nói vâng giáo chủ tính toán chú đáo à, lúc thuộc hạ trở về dương lăng đang ở bá châu kê biên phủ đệ của một quan viên không biết là bốn tên thần côn địa phương đã đắc tội gì với hắn bị hắn dùng một mồi lửa thiêu chết theo những gì thuộc hạ tìm hiểu được dương lăng sẽ còn nghỉ ngơi ở bá châu khoảng một thời gian nữa người này liên tục làm hỏng đại sự của bản giáo hiện tại hắn mặc dù là quốc công nhưng nành vuốt bên cạnh hắn cũng không ít hay là phái người đi xử lý hắn sắc mặt của trương dần lại sầm xuống hắn biết đây là tiêu duyệt thư muốn vì đại nghĩa báo thù hắn là nghiệp sư của đại nghĩa mình vì đại nghiệp thánh giáo bôn ba nhiều năm thời gian đại nghĩa ở bên cạnh tiêu duyệt thư còn dài hơn thời gian bên mình hai người thực sự là tình như phụ tử và lại từ tiền đồ cá nhân mà nói tiêu duyệt thư đã là một trong bốn vị đại pháp sư chủ tọa của bản giáo địa vị đó không thể tiến thêm được nữa chỉ có Lý Đại Nghĩa lên làm giáo chủ, ông ta mới có thể vượt qua ba vị đại pháp sư kia. Một khi lấy được thiên hạ cũng có thể phong vương phong hầu, vị cực nhân thần. Đại Nghĩa chết cũng coi như chặt đứt tiền đồ của ông ta. Hận ý của ông ta đối với Dương Lăng không hề thua kém mình. Trương Dần tính toán một chút, lắc đầu nói, không, bây giờ khác lúc trước, Dương Lăng này không thể giết được. Bây giờ chúng ta phải tận lực thúc đẩy Dương Hồ khởi binh để giúp chúng ta sáng tạo cơ hội. Nếu Dương Lăng chết, triều đình tất sẽ lục xuất thiên hạ, nói không chừng Dương Hồ sẽ phải trốn ở Thái Hành Sơn không thể ra ngoài không thể mạo hiểm dương lăng đã thành quốc công rất khó can thiệp triều chính chúng ta muốn làm đại sự thì không thể tính toán ân oán chi ly hắn xoay người lại thấy tiêu diệt tư trên mặt còn mang thần sắc không cam lòng liền vỗ vỗ vai ông ta dịu giọng nói muốn báo thù chúng ta phải đoạt lại giang sơn đại binh đem thù này báo một cách triệt đề muốn thành đại sự phải biết xem xét thời thế lợi dụng thời thế không được vì cách nhỏ mà để lỡ cái lớn so với giang sơn này một dương lăng có là gì dương lăng là cái gì ngươi đừng vội không phục để ngươi đến đại đồng người có thể đánh cho bài vạn thiết kỷ của bát nhân hòa si nghe gió mặt chạy bỏ lại hàng vạn đồng lâu hay không bọn nọ là tập kích hàng năm đánh từ hậu vĩnh lạc đến giờ hơn trăm năm với vô số danh tướng chưa từng phải chịu thua thiệt lại nói rằng làm đám chú lùn oa quốc năm nào cũng thuận gió xé buồm chạy lên bờ gây sức ép náo loạn cũng hơn 100 năm rồi mẹ kiếp càng náo càng đông giết cũng không giết hết được dương năng dùng bao nhiêu thời gian diệt trừ tận gốc Quý phụ của Trương Đại Ca mua liền bốn là đàn bà đông doanh hầu hạ, còn không phải là vợ và con gái của đám chú lùn đó, trước đây đều là họ bắt hết người của chúng ta. Còn có Tứ Xuyên, nghe nói toàn bộ nam nữ lão ấu của tộc đô trưởng ban cộng lại chỉ có hai ba vạn người sống nơi rừng sông núi hiểm. Đại Minh từng xuất 20 vạn đại binh đến sân khẩu của người ta cũng không công nổi. Trận sân khẩu mất đến 3 năm, lại gặp dịch bệnh chết hết năm sáu vạn quan binh, lỗ mãng thật khiến người ta không có biện pháp. Còn dâng Lang dẫn theo bao nhiêu người, dùng bao nhiêu lâu để tiêu diệt tập người đó, đây đều là bách niên lão điếm ngươi không phục có thể hay sao? Là ta môn, đại ca, Trương Gia Huynh cũng là bách niên lão điếm chẳng lẽ hắn chuyên khắc chế bách niên hay sao? Phong lôi cười hắc hắc nói. Hình lão hổ mặc áo bà màu nâu non, đầu đội mũ quả dưa, hai bên mũ còn có hai miếng lông xù che tay. Khoanh chân ngồi trên giường, gạch như một thổ tài chủ nói. Nghe nói tên tự của hắn là vạn niên, <laughs> là hoàng đế ban tự cho đấy Liêu thất vụ ẩm một cái lên bàn chỉ vào chóp mũi gã mắng, nếu hoàng đế ban cho hắn một cái tên tự là võ tòng người sớm muộn cũng bị hắn đánh chết hình lão hổ lồng tay áo nâng tay áo lên im lặng trùi nước mũi phong lôi cười sằng sặc tào tử hình ra vừa khéo là họ phan hình lão hổ trận trắng mắt trừng ngã bộ mặt trong thật là buồn cười hai con mắt tí hí căng tròn lỗ mũi cụ tỏi đo đỏ buồn cười hết sức thời tiết còn lạnh ngôi nhà bí mật này của gã lại chết hướng tây cả ngày không được ánh nắng mặt trời dọi vào trong phòng không có vách tường ấm để tựa lò lửa dưới giường hun nóng hổi nếu không có tấm đệm lót thì đã bỏng mông rồi nhưng không khí quanh quần bên trên thì lại lạnh đến đông mũi hình lão hồ nghe có vẻ vang rồi, nhưng mà chủ nhân của cái tên này lại là một người không biết uống rượu cho nên chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng lưu thất vẫn nộ bắn còn mẹ nó thần côn bá châu cho dưng lăng cơ hội thu hết mọi vẻ vang rồi hiện tại đổi thành hai người các ngươi đi giả thần giả quỷ hắn gọi bạn niên liền khắc chế bách niên các ngươi các ngươi Lưu lục bưng lên bắt lớn hớp một ngụm rượu, cầm đùi dê cắn xé một miếng to nhồm nhòm nhai, hàm hồ nói. Chớ của ở Mỹ, đại ca nói cũng có đạo lý, chúng ta đi cướp bóc là vì cái gì? Là đến sung mặc sướng, nếu quả thật có thể làm quan, từ nay về sau ăn công lương chẳng lẽ còn sợ cuộc sống sau này kém hơn hay sao? Các người đều có suy nghĩ giống nhau. Muốn có được cuộc sống tốt đẹp, có được chức vị đường hoàng, dù sao cũng dễ sống hơn phải làm kẻ trộm lén nà lén nút. Cả người cũng thấy các nhà quan rồi đấy. Chúng ta là đoạt bọn họ, không phải đoạt. Nhưng của chìm trong nhà phong phú bằng với chúng ta đi cướp bóc cả đời. Đại ca Huy nói rõ ràng xem, triều đình thật sự chỉ bỏ qua chuyện cũ, còn hứa ban chúng ta chức quan ư? Trương Bảo vốt cảm nói, đường đường là Uy Quốc Công, lớn tiếng nói ra những lời này trước mặt mọi người còn có thể tin cậy. Uy Quốc Công đáp ứng, chỉ cần các ngươi ra mặt tự thú lập tức xóa sạch các tội trạng trước kia, thu xếp vào đội ngũ du kích bá châu, ít nhất là được làm bách hộ, sau này kiến công lập nghiệp sẽ được phong thưởng thêm, đại ca không phải là hạng người ham sống sợ chết chỉ là nghĩ đến trộm cướp dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài cơ hội được nhận chức quan là một cơ duyên hiếm có huống chi bá châu bây giờ đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ sự tồn tại của chúng ta đã bị triều đình phát giác cho dù lần này bắt không được ngày tháng về sau cũng sẽ không an lành người anh hùng đều nhờ thời thế mà hưng khởi phải biết nắm chắc thời cơ đây là một cơ hội khó được y bưng chén rượu bình tĩnh nói quyết định cuối cùng mấy người các đệ thương lượng cho kỹ rồi nói sau bất kể thế nào ta cũng phải trở về biểu đệ và hai đứa con trai của ta còn đang bị giam trong ngục làm con tin các đệ yên tâm dù các đệ không đồng ý đại ca cũng sẽ không trách đã bước chân vào trốn giang hồ nên chuẩn bị trước sẽ có ngày bị đau kề cổ vì huynh có bị đâm xuyên cũng quyết không nhíu mày một cái lưu lục nhăn mặt nhíu mày nói đại ca đừng nói những lời suối quẩy này huynh là đưa tuổi đệ đi nhậm chức vì chứ có phải kéo chúng ta đi trảm thù đâu đông hải tứ đại cướp đã có hai thành thật quy thuận triều đình hiện tại đã đứng trong hàng ngũ quan lớn một tỉnh việc này tụ đề có nghe nói qua ừ đề nghĩ có thể đi gặp Dương năng giáp mặt nói chuyện hắn là đầu lĩnh của mấy người này hắn vừa hạ quyết định đám bọn họ liền thu về vẻ mặt cười cợt trở nên nghiêm nghị lưu thất tính toán một hồi rồi nói ca chúng ta làm cướp đường vốn liếng chính là không người nào biết đường nội tình quan phủ đau đầu cũng chính vì điểm này phải nói rằng tiền vốn của chúng ta không hùng hậu bằng đông hải tứ đại cướp nghe nói trong đông hải tứ đại cướp hai cờ tử kéo dài không chịu hàng rốt cuộc bị tịch thu hang hổ tuyết miêu cũng là sau khi dẫn người chạy tới phúc châu lại tuyên bố mưu phản mới bị diệt trừ Rồi khỏi sào huyệt chạy tới phúc châu rồi lại ở dưới thành phát động tạo phản cao huynh đệ luôn cảm thấy chuyện này có chút khó tin được nói không chừng là gặp uy quốc công rồi những người không có thành nghĩ chân thành cần thiết như là vương mỹ nhân và bạch tiểu thảo nên bị dâng lăng tiêu diệt một bạch chém hơn ngàn đầu người tâm có thể không độc hay sao chúng ta có đi cũng phải lưu lại một đường lưu lục đào mắt nói ý tứ của ngươi là lưu thất nói giữ lại một người cùng với một đội ngũ nếu triều đình thật tâm muốn dùng chúng ta vậy từ nay về sau chúng ta sẽ không làm trộm cướp nữa nhưng chẳng may bọn họ lừa gạt chúng ta có ý định sau khi chiêu hàng thì chậm rãi chi phối chúng ta có quân cờ ở này ít nhất toàn bộ căn cơ của chúng ta cũng không bị quan phủ nắm giữ trong tay làm gì cũng không được ánh mắt của lưu lục sáng lên nói ờ đúng vậy kế này rất hay tiến có thể công lùi có thể thủ giữ lại một chiêu hậu thù để đối phó hình lão hồ lại xoa xoa mũi nói giữ lại một người cùng đội ngũ để tiếp ứng ừ. vậy ai ở lại Gã vừa hỏi đám người nhất thời sừng sốt, lúc này mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Đầu nhập vào quan phủ là muốn đi nhận chức vị đấy, người lại khẳng định là mất đi cơ hội đó, chẳng lẽ tính làm quan một năm, nửa năm rồi lại thú nhận với triều đình còn giấu người và một đội ngũ xin triều đình bổ sung thêm một chức quan hay sao? À, chức vị, ai ở lại đây? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời đều không có ý kiến. Bọn họ là những hán tử hào khí ngất trời, không sợ sống chết, chú trọng nghĩa khí giang hồ, nhưng loại chuyện này liên quan đến đại sự cả đời, rốt cuộc không có khả năng không vì bản thân mà suy xét thấy không khí có chút xấu hổ phong đồi vỗ ngực nói để ta ta ở lại lưu thất thần lắc đầu nói ngươi không được lúc cướp xe tù ngươi đã lộ diện quan binh đều biết có một người gọi là phong đôi hình lão hổ khụt khịt nói kỳ thực mấy huynh đệ chúng ta dù có để ai ở lại tin tưởng sẽ không có ý kiến gì ví như ta hiện tại đặt mua trên dưới trăm mẫu đất dù không làm quan được là một nhà giàu ở đông thôn cũng tốt ta cũng thấy đủ Vấn đề là đội ngũ giữ lại kia không được phân đất vườn, không có hộ khẩu vĩnh viễn không được lộ ra ngoài ánh sáng. Những nỗi khổ này <laughs> sẽ qua đáp ứng đây. Đều là những huynh đệ đã cùng chúng ta giàu sinh ra tử kiếm ăn. Chúng ta phải biết chấn an bọn họ thế nào đây. Lưu lục nhíu mày. Không sai. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một phần gia sản xa xỉ. Nan đề chân chính là làm sao khiến những bộ hạ kia cam tâm hy sinh. Những người này phần lớn đều dẫn theo gia đình là vì được no bụng mới làm trộm cướp, buông thà cái mệnh để kiếm đường sống cho cả nhà. Bây giờ trộm không làm nữa lại không cho bọn họ hoàn lương, có ai chịu nuôi dưỡng nhiều người như vậy phải nuôi đến ngày tháng năm nào lưu lục hít vào một hơi nói ừ, thôi đi phương pháp này không khả thi huynh đệ chúng ta ăn bài xong lại khó có khả năng chấn ăn nhiều huynh đệ như vậy chúng ta vẫn luôn cùng tiến cùng lui lần này là phúc hay là họa thì cùng tiến thoái hắn đã mất hồ quét nhanh quyết định như vậy đi sáng sớm ngày mai ta và phong lôi sẽ theo trương đại ca đi bát châu gặp uy ừ quốc công dương lăng nếu hắn thật có thành ý sau khi thỏa thuận điều kiện tiểu thất người và lão hổ mang các huynh đệ vào thành nhận chiêu ăn Nhà môn các nơi phụ thuộc vào sự giàu nghèo và phong tục tập quán dân tộc của địa phương mà có quy cách và hình thức xây dựng tương đối khác biệt. Những đại đường gần như là cùng một khuôn mẫu in ra. Điểm khác biệt duy nhất là không gian đại đường lớn hay nhỏ tỷ lệ với kích thước nhà môn. Đại đường là nơi xử án, nhị đường là nơi xử lý công vụ, tam đường là nơi thẩm vấn, nhưng chỉ dùng trong việc tra hỏi tin mật. Những hình án trong đại, đòi hỏi thực hiện trọng hình đều được tiến hành ở tam đường, thường là cấm dự thính. Sáng sớm, bá châu phủ đã bắt đầu thẩm vấn phạm nhân ra vào đều là tam đường công khai trước dân chúng tội ác của quan viên tham nhũng triều đình chú trọng thể hiện vì thế rất hiếm khi cho phép dân chúng dự thính xét xử tham quan tận tai nghe bọn họ tường thuật đã hãm hại nhân dân ra sao để tránh khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng đối với triều đình trời mới tờ mở sáng bên trong tam đường đèn đúc sáng trưng không khí căng thẳng nghiêm nghị tiếng cùng sắt leng keng vang lên thứ gõ công đường vừa vỗ bắt đầu tiến hành tuyên hắn hình phạt ba độ nha dịch toàn bộ đến đông đủ nội đường ngoại đường đều có binh sĩ trải rộng Quan thủ thẩm là Tri Châu mới nhậm chức của bá Châu, Mộc Đại Nhân. Sáng sớm, không khí lạnh lạnh, lại thêm khẩn trương trong lòng, sắc mặt của Mộc Đại Nhân tái xanh. Chữ sát tầng tầng hô lên, chân của ông ta run rẩy, sắc mặt xanh xao chuyển sang trắng bạch, trông rất dọa người. Từng chức thẻ lệnh mang chữ trảm bị ông ta uể hoài ném ra. Ở hai bên bàn dự án có hai người tay chống đao trang nghiêm đứng. Người bên trái mặc quan bào, lông mày sâu thành một chữ nhất, miệng rộng mũi ưng, thế nhưng mặt lạnh tim lại nóng, Người có bề ngoài khiến người sợ ái này chính là Thôi Quan Bá Châu Tân Nhậm Hoa Ngọc. Người bên phải vận một bộ áo giáp lưới sát đầu đội nón trụ trên đỉnh có chùm tua đỏ, hông rất trường đao, thân hình gầy gò, mặt nhọn gò má cao, có vẻ mặt chua hoa, đúng là Trương Đa Đa, quan tướng dưới trướng tướng quân du kích Bá Châu. Hai hung thần ác sát phối hợp với vị mộc chi châu mặt không chút sắc máu, thêm vào hai hàng nha dịch tay nắm thủy hỏa đại côn, còn có mấy chục quân binh cầm thương đeo đao, biến một tam đường nho nhỏ trở thành điện diêm la. Ở bên ngoài, quan binh nghiêm trang sắp hàng trước cửa lớn, khắp phố phường thành Bát Châu, binh lính canh gác giăng kín, đội ngũ tuần sát mang nhạn linh đao rào quanh. Pháp trường thành Tây ngày thường vắng vẻ, hôm nay lại dùng vài bố trắng vây lại. Số lượng quan binh tăng gấp 3, nhanh chóng vây pháp trường chặt chẽ đến con kiến cũng chu không lọt, dân chúng liền biết đã xảy ra chuyện. Tin tức cấp tốc lan rộng, vô số dân chúng từ trong chân ấm trèo ra, trên đường phố tụm nam tụm ba hỏi thăm tin tức. Trận thế lớn như vậy chẳng lẽ là muốn giết người, giả sử là giết ai đó phải chăng là những tên tham quan vô lương tâm kia hoàng thượng ban tử hình không phải đều xử vào sau thu bọn họ đều là đại quan mà cứ gọn gàng giết như vậy ư mặt trời sáng rỡ do ánh nắng đầu tiên xuống cả vùng đất cũng là lúc từ đằng xa chuyển đến một hồi xuân sao thật lâu sau một chiếc xe tủ bằng gỗ không được bôi trơn phát ra âm thanh kẹt kẹt kít két rợn người thật sự là giết tham quan trên chiếc xe tù thứ nhất là thái giám trấn thủ bát châu trương bắc bì tức trương lột ra trên chiếc xe tù thứ hai là chi châu bá châu phản hắc tâm, tức phản hiểm độc. Trên chiếc thứ ba, sau gái mũi tên với vẻ mặt như cho tàn cắm một thẻ lệnh chữ chạm. Dân chúng chỉ thoáng kinh ngạc trong chốc lát, tiếp đó là vui mừng như điên. Nỗi thống cổ chua sót của nhiều năm chịu áp lực bóc lột xông vào tim. Không biết là ai bật khóc trước. Âm thanh nức nở như kèn phát lệnh lập tức tiếng gào khóc dâng lên bang trời. Dân chúng đầu phố cuối ngõ đều khóc nức nở. Nếu có người qua đường không hiểu chuyện tất sẽ tầm tan. Không biết phạm nhân trong xe tù là quan tốt, yêu dân như con thế nào mà được dân chúng kính yêu như vậy. Tiếng khóc than ai oán chưa dứt, những âm thanh phấn nộ đã nổi lên, có người tận tay cua lấy gạch đá trên đất ném. Trong tiếng chửi rùa rơi bùa xuống như hạt mưa, đám đàn ông ngồi xồm trên đầu tường nhà mình bưng tô hút cháo cũng tiện tay quăng tô chén ra. Sau đó khóc thét lên rồi truy đuổi xe tù đang đi về hướng pháp trường. Quan binh thủ vệ bà nha dịch vì tránh tay bay vạ gió vội vàng tách khỏi mấy chiếc xe tù, hình thành một bức tường người chắn trước đám dân nổi loạn, ngăn họ truy đánh đến xe ở phía trước, nhưng không ngăn được bọn họ vung ném đồ vật này nọ. Bọn tham quan còn chưa bị áp giải đến pháp trường đã bị đánh tơi mất nửa cái mạng. Khi bị kéo lên hình đài nghiệm chứng, bộ mặt bầm đen máu me đầm đìa, trên đầu bị ụp một đống canh thừa cơm cạn, ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra luôn. Bà hồi chống cổ ngân băng, hoa tôi quan trận cao hàng lông mày, dính sát khập khiễng đi lên đài giám trảm. Dừng lặng tiền phát chế nhân trước khi thánh chỉ đến đã động thủ, hắn lấy ý chỉ của chính thức hoàng đế cho phép cấp bách, giản được xử lý tham quan ở Bá châu một cách khắt khe lấy việc nhanh chóng dẹp yên địa phương ổn định lòng dân làm lý do tuyên bố trảm thủ quan trấn thủ bát châu trương trung tri châu phản mạch ly tri châu bá quan châu quế đan cùng với 31 người khác không chờ châu phê vấn trảm sau thu lập tức bêu đầu thị chúng hơn 30 người còn lại phân ra xử trí hoặc là bãi quan hoặc là xung quân đi đầy ngồi tù chờ hình phạt giao sắc chặt tay dối bọn tham quan bị tiến hành xử trí một cách nhanh gọn lẹ Dương Lăng cũng không chờ Nha Môn Tri Châu. Sau khi tuyên bố đọc ý chỉ cho Mộc Tri Châu chấp hành, hắn liền quay về hành dinh, mang theo hồ sơ thành án của quan lại tham nhũng Bá Châu. Mặc dù chính Đức Hạ chỉ cho hắn toàn quyền xử lý hết thầy sự vụ của Bá Châu, nhưng thân là thần tử, hành vi thỏa đáng nhất đương nhiên vẫn là báo cáo kết quả xử lý với chính Đức. Vốn dĩ chờ nhận phê chuẩn là thích hợp nhất. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng bất chấp. Liêu Cẩn lợi dụng cơ hội Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, cố sức mượn thế vừa hóa giải vừa phản công, sở chiêu rút củi dưới đáy nồi điều hắn trở lại kinh thành một khi lương hồng tiếp nhận những sự vụ này bất kể là từ tình nghĩa cá nhân giữa y và trương trung hay là tầng quan hệ kia với lưu cần lương hồng đều có khả năng giải vây cho đám tham quan đó ở nữa một khi tin tức thái hoàng thái hậu băng hà truyền đến sẽ không tiện thi hành sát phạt nữa án này nếu lề mề kéo dài dù là ai cũng không cách nào dự liệu được tình thế khi đó sẽ phát triển như thế nào hiện giờ chỉ có giao sắc chặt đay dối trong vòng 3 ngày đánh đòn phù đầu giải quyết sạch sẽ vụ án này pháo hiệu vang lên một tiếng hai tiếng ba tiếng 31 tên tham quan đã bị chạm đầu người kết thành một chuỗi treo trên cọc cao thị chúng ba ngày sau mới đồng ý cho ra thuộc nhận về thi thể chôn cất đám dân chúng vẫn không rút khỏi súng lại dưới cột cờ như đang mừng lễ tết lúc này bỗng nhiên có sáu bảy chiếc xe còn đồ lên bên đường cạnh pháp trường giao hàng trên xe chất đầy pháo hoa những dân chúng không thể biểu đạt được sự vui sướng trong lòng đều mừng rỡ đổ xô tới trước mua pháo Tuy rằng giá bán mắc hơn cả lúc mở hàng đầu năm gấp 10 lần, dân chúng vẫn chen chúc không đổi. Những phú thân tài chủ càng là căm hận sợ hãi chân trung, lúc này không chút e dè vung tiền mua cả núi pháo, lệnh cho gia đình châm ngòi nổ pháo chúc mừng. Khâm sai phó sứ lương hồng trốn trong chỗ tối, mặt mày hớn hở bừng thầm. Cái tên không có tiền đồ này vừa nghe nói Dương Lăng muốn xử tràm tham quan bá châu, chịu ảnh hưởng của kiện tứ đại thần côn, phúc đến thì lòng sáng ra, lập tức nghĩ tới biện pháp kiếm tiền. Hắn thu mua toàn bộ pháo hoa còn tồn ứ ở bá châu với giá bèo, lại phái người đi xung quanh phủ huyện vơ vét mang về được ước chừng hơn 20 xe hiện tại đang ra bán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ bá châu lương hồng xoa xoa cái cầm bóng nhẫn lòng rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ biết được tin tức nội tình thật là tốt bà thời điểm ba tiếng pháo hiệu cất lên động tác của dương lăng thoáng dừng tiếp đó thân pháp như nước chảy mây trôi hai tay ôm lại xoay tròn theo ý tiếp tục luyện thái cực quyền đúng rồi chính là như vậy chân đạp ngũ hành là chỉ năm loại bộ pháp tiến lui xoay trồng tĩnh đầu đội thái cực ngực ôm phát quái chân đạp ngũ hành, nếu có thể hợp ba làm một mới tính là có chút thành tựu. Ngô An Siêu đón lấy khăn mặt tống tiểu ái đưa qua lau chút mồ hôi, cười nói. Tục ngữ có câu, võ thuật thiên hạ là một nhà. Kỳ thực bất luận là nội gia hay là ngoại gia, môn nào phái nào cũng đều chú trọng động tính hư thực, âm dương cương nhu, chẳng qua là đặt trọng điểm lên phương diện nào thôi. Tiểu ái, đạo pháp trang gia của ngươi cũng thế. Bàn về thái cực, chú trọng nhất là âm dương, nhân thế tuần biến. Trong âm có dương, trong dương có âm, biến hóa theo bát quái vận hành quỹ ngũ hành ứng biến không ngừng theo thế cương nhu đối địch thái cực vốn không có pháp động tức là pháp thái cực mới đầu khuếch trương song không có thức là vì vô cực động phân ra âm dương âm dương tức là thái cực dương lăng cũng thu tay chậm rãi thổ nạp khí đi tới bên cạnh ngũ hán siêu ba người đều mặc trang phục võ sĩ tướng mạo tuấn tú như ngọc thụ trên bàn đá nhỏ trong đình viện bày ra trà nóng thời tiết bên ngoài rất lạnh hiện giờ đã ấm hơn một chút ba người đi đến trên bàn đá ngồi xuống tiểu ái rót trà cho ba người ngũ hán siêu nói đại nhân chuyên cần luyện tập không ngừng nghỉ đã đạt được cảnh giới như ngày hôm nay là một việc vô cùng khó có được tuy nhiên đại nhân quá câu thúc với các chiêu thức ta truyền thụ cho ngài từng chiêu từng thức đều để ý có bài có bản không hề biến đổi kỳ thực điều này không cần thiết thái cực là từ vô cực mà sinh là mẫu của âm dương trong quá trình thi triển quyền thuật căn bản không có chiêu số cố định hay là lối mòn trong khi đối chiến quyền thuật thái cực sẽ căn cứ theo chiêu thức của địch thủ là âm hay dương mà thiên biến vạn hóa tức thời khai triển biến hóa hoặc cương hoặc nhu đặc biệt chuyên dùng để khắc chế thế của đối phương lấy tĩnh chế động lấy cương chế nhu sử dụng lực đánh của đối phương và mình đánh trả lại để cho đối thủ từng bước ép sát khi đến thời khắc tự cho là đắc kế kẽ hở trùng trùng đã hình thành thế công cũng bị ta khéo léo dẫn dắt trông như bá đạo ngoan độc thực chất một kích cũng không chịu nổi dừng làng như thoáng chút suy nghĩ khẽ cười nói thái cực lý của thái cực kể ra rất thích hợp cho đạo làm quan uyển chuyển như ý khéo léo linh hoạt tiến thoái tự nhiên động tính âm dương mỗi thời mỗi khắc đều ở lực chú ý chú ý thế lực của địch ta thế biến hóa của địch ta tức thời diễn hóa đối sách tương ứng công địch tất cứu tức là đánh vào nơi yếu hại của địch để địch về phòng thủ hắn nói tới đây thấy lưu đại bồng trì đứng ở góc tường tạ đá trong tay tung bay lên xuống nhẹ bẫng như không không khỏi nhích môi mỉm cười đột nhiên quát lớn bồng trì tiếp trà nói xong tay dùng lên tránh trà lập tức vọt về hướng lưu đại bồng trì lưu đại bồng trì bất ngờ bị hắn gọi thì không khỏi sừng sốt ngẩng đầu nhìn đến lại nghe dưng lăng bảo gã tiếp trà giơ tay đang muốn tiếp trà tạ đá vừa mới ném lên đang trong quá trình rơi xuống gã thoáng do dự tính bỏ qua chén trà đỡ lấy tạ đá tạ đá đã rơi tọt qua đầu gối đập thẳng xuống mu bàn chân đại bồng Trì đành phải chật vật lui về phía sau phịch tạ đá rơi xuống đất bụi mồ tung bay cái chén nện lên tường vỡ toang nước trà văng tung tóe đại bồng Trì bày một bộ mặt đau khổ trông về hướng dưng lăng đại soái thật khai khí mời tôi uống trà ngày tưởng tôi là đầu ngu à ôi chao nếu có tiểu ngũ với thân thủ của đệ ấy Dương Lăng quay đầu mỉm cười nói. Đây là thế. Một chén trà đối với đại bồng trùy thực sự không coi là gì. Thế nhưng trà này là ta bảo gã tiếp. Gã không thể không đi đón. Đây là một loại thế. Thời cơ tiếp trà không thỏa, gấp gáp ứng phó. Kết quả là tạ đá lớn vốn do gã nắm giữ trong tay. Lập tức trở thành trợ lực của ta. Khiến gã luống cuốn thai trần, trở tay không kịp. Đây là lấy xu thế của ta. Nhờ vào thế phát sinh biến hóa như vậy ảnh hưởng phù phiếm của cái chén bị ném này chỉ cần nắm giữ thời cơ tốt dùng người thích hợp sử lực sẽ gây nên những biến hóa liên tiếp ví như tạ đá rơi xuống đất cái chén nát còn có ờ à, đại soái xin lỗi tôi tay chân vụng về không đoán được các người thấy chưa <laughs> dương năng gian trá cười chỉ là một cái chén vỡ rồi thì thôi ngồi xuống uống trà đi sau đó tiếp tục nói với ngũ hán siêu luận võ nghệ huynh là sư phụ của ta ta phải học hỏi nhiều hơn nữa còn trên quan trường ta lại là sư phụ của huynh ta gây áp lực ở bát châu trong mắt lưu cần chẳng khác nào đại bồng truy vừa rồi tung hứng tạ đá bây giờ lưu cần đang tranh thủ thời cơ thái hoàng thái hậu băng hà mệnh lực của hoàng thượng từng cố lực lượng nho nhỏ sẽ giống như là chén trà nhẹ bẫng kia chẳng những đập rớt tạ đá trong tay ta mà còn buộc ta phải trở về kinh thành vì cắt đứt hậu họa thậm chí tìm một thân tín ta đón tạ đá tung hứng nữa chứ <laughs> có phải là ta nên quy quy cổ cổ chạy lên trước nói một tiếng xin lỗi hay không à, nếu tay kia của ta giấu ở sau lưng trong tay còn thêm một tạ đá lúc chạy tới xin lỗi thì đột nhiên ném ra không biết ông ta có tiếp được không thần sắc của ngũ ân siêu khẽ động hưng phấn nói lần này quốc công chuẩn bị hồi kinh là muốn động thủ thu thập tên đại yêm tặc hại nước hại dân kia sao dương lăng cười nói ừ nếu bọn cướp đường ba châu đồng ý quy hàng là tốt nhất còn nếu không chịu ta nhận thánh chỉ rồi cũng phải lập tức hồi kinh thái hoàng thế hậu băng hà kéo dài không đi sẽ cho người ta cơ hội bắt thóp gây nên điều tiếng dư luận nếu cần kính ta một chén trà ta đương nhiên là phải đáp lễ một chén rồi tuy nhiên thời cơ kính trà tất nhiên là phải chọn một cơ hội thỏa đáng nhất Dương Lăng hơi nhau mắt lại, ánh mắt lóe sáng lại nói. Anh hùng không chỉ nắm mắt thời thế mà còn phải tạo nên thời thế. Chén trà này ta nhất định làm cho Lưu Công Công vui vẻ uống, có qua không có lại, là vô lễ. Đại bồng trì nâng cầm, dáng vẻ ngây thơ chất phác, nghe không hiểu ra sao, tống tiểu ái cũng nâng cầm lên đã làm vẻ mặt nhàm chán. Ai già, luyện võ cũng có thể trình người, mấy tên đàn đông các người thật là quá âm hiểm. Tiểu ngũ ơi, bây giờ ngươi đang ở binh bộ, đó cũng là một đại nhà môn, nhưng đừng đi theo đại nhân học thói xấu nha sau con tuần mã chạy như bay vào thành người đi đầu tiên chính là trương mộc năm người phía sau toàn bộ đang mặc trang phục màu xám cho mã đào cán dài đeo chùm tua đỏ được đeo sau lưng đại hán trên ngựa tuy rằng vẫn y phục bình thường nhưng nhìn xung quanh tự có một loại hào khí sung tiêu khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi Võ ngựa thả chậm cho dù không nhận ra trương Mậu, trương đại gia của bá châu không quen với cách ăn mặc của bọn cướp đường nổi tiếng nhưng khi thế nghiêm nghị này của họ vẫn khiến cho dân chúng sợ hãi xa lánh tiến vào cửa thành phía tây Trương Mậu liền thấy một đầu người máu chảy đầm đìa trên cột cờ cao cao, không khỏi kinh sợ thở dài một tiếng ghim chặt chín mã. Hai chân nhẹ nhàng vỗ, con ngựa khẽ chạy, nhẹ nhàng mang theo ông ta đào hai vòng trên pháp trường. Trương Mậu ngẩng lên nhìn đầu người máu chảy đầm đìa kia, bỗng nhiên xuống khỏi yên ngựa bước nhanh đến. Binh lính canh giữ bên cạnh pháp trường thấy là vài đại hán thân hình dũng mãnh, trên người ai cũng mang đao, lập tức cầm thương cảnh giác tới gần. Một tiểu giáo đeo đao cao giọng quát, đứng lại, chỉ có thể ở xa nhìn không được tới gần. Trương Mậu dường như không nghe thấy, ngửa mặt ngây ngẩn nhìn một lúc lâu, liền quay đầu. Hôm nay sư tử ai vậy? Tiểu giáo đeo giao kia nhận ra là Trương Mậu, vừa tết là ông ta thì không khỏi thất thanh nói. Trương đại gia, vừa hôm xong mới nhớ ra thân phận hiện tại của Trương Mậu là phỉ, hơn nữa là phạm nhân. Sáng sớm hôm trước được khâm xa đại nhân thả ra để đi chiêu hàng bọn cướp, hôm nay không thể so với ngày xưa. Bản thân mình là quan binh, ông ta lại là tù nhân, và ông ta là đại gia thật sự là rất mất thân phận thì không khỏi đỏ bừng mặt. Trương Mậu thản nhiên cười, lơ đánh chắp tay nói, quan gia, không biết hôm nay sư tử ai vậy dưới sự xây dựng thế lực thường ngày Tiểu giáo kia cũng không biết là nên chắp tay đáp lễ hay là vẫn kêu căng đứng thẳng như cũ mất tự nhiên một lát đành phải ngượng ngập đáp phùng chỉ lệnh của khâm sai đại nhân hôm nay xử tràm phạm quan bá châu 31 người trương trung phan bạch ly quế đan trương mậu hít ngừa khí lạnh người chết quả nhiên là bọn họ ngày xưa một đám quan viên bá châu trấn thủ chi châu đồng chi uy phong ngạo mạn bây giờ chẳng qua chỉ là một cái đầu người treo trên cột cao máu thịt mơ hồ khó nhận mặt mũi trong lòng trương mậu bi thương vứt roi ngựa đi đến giữa pháp trường bỗng nhiên quỳ xuống trước cột cờ cao cao trịnh trọng dập đầu lưu lục đến gần tháp giọng nói đại ca những nhân cầu quan này không phải thứ tốt đẹp gì chết cũng đã chết rồi chúng ta từng liều mình cứu ông ta đã là tận tình tận nghĩa rồi bái ông ta làm chi trương mậu đứng lên trầm giọng nói mà kệ trương trung che chở ta về cái gì tóm lại là ta đã từng chặt đầu gà bái lại kết huynh đệ cũng từng nhiều lần giải nạn cho ta nhận bắt lại của ta cũng là nên thôi lưu lục xúc động nói hay chính chung là huynh đệ kết nghĩa của đại ca cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của huynh đệ chúng ta mấy vị đại ca qua đây cùng nhau bái phòng đôi và ba gã hài thù ở trong bọn cướp đồng loạt đi đến phía sau lưu đục đồng loạt ngẩng đầu nhìn cột cờ mà bái chúng con binh không dám làm bừa chỉ thấy đám người trương mậu đã bái ba lại đứng thẳng người lên đi ra khỏi pháp trường xoay mình lên ngựa một trận vó ngựa như sấm đi thẳng đến hành dinh của khâm sai dương lăng nhận được tin tức trương mậu dẫn người đến đầu hàng trong lòng vui sướng không thôi Hắn đoán được không sai truyền chỉ không phải hôm nay thì là ngày mai đến. Nếu Trương Mậu không thể thuyết phục bọn cướp này, bản thân mình thì chỉ có thể bỏ qua chuyện này mà hồi kinh thôi. Tứ hại của bác Châu để lại một cái, cuối cùng vẫn là tâm bệnh. Bây giờ cuối cùng công đức viên mãn rồi. Dương Lăng vui mừng huyền truyền nganh đón nắm người Trương Mậu. Lúc lục tiến vào sân, mắt thấy uy quốc công tự mình ra nganh đón thì cảm giác hết sức chân thành. Mấy đại hắn ngạo mạn bất tuân, cũng không khỏi thu lại ngạo khí. Những tên cơm đường này cũng qua vài phần tự biết mình, không dám há to mồm sư tử mà nêu điều kiện, Thủ lĩnh một đám cướp đường chỉ yêu cầu bỏ qua chuyện cũ, gia nhập chú quân Bá Châu đảm nhiệm một chức tướng tá. Còn về những bộ hạ không muốn tham gia quân ngũ sẽ do quan phủ chia cho vài mẫu đất cần để sinh sống. Còn về những người trong nhà có ruộng nhưng mà âm thầm làm cướp, một khi tự thú thì có thể không truy cứu bỏ qua chuyện cũ. Những điều kiện này vốn nằm trong phạm vi Dương Lăng có thể chấp nhận. Hơn nữa hiện tại hắn có thể hồi kinh bất cứ lúc nào, hy vọng trước khi hắn đi có thể giải quyết xong việc này, giúp cho dân chúng Bá Châu nhiều tai nhiều họa thở phào nhẹ nhõm, cho nên cũng không muốn tự nhiên gây cản trở việc này một bên thành tâm quy thuận một bên có ý chiêu hàng đàm phán vô cùng thuận lợi chi châu thôi quan bá châu đều được gọi tới dùng danh nghĩa quan phủ bản địa đáp ứng điều kiện của lưu lục phòng lội sắp xếp cho bọn cướp không đất đai xóa bỏ tội danh của những tên cướp đồng ý ra tự thú còn đối với việc sắp xếp mấy tên thủ lĩnh bằng cướp dương lăng lại không đáp ứng để bọn họ gia nhập quân đội giang vân mà là chia ra sắp xếp đến bá châu tập đạo danh bá châu vệ trung đội ngũ của giang vân trước mắt là đội quân tinh nhuệ nhất toàn bá châu hơn nữa đội quân của du kích tướng quân tính cơ động mạnh thường xuyên nhận lệnh di chuyển tác chiến đám người trương mậu lưu lục vừa mới quy hàng phỉ khí chơi tan không tiện gia nhập đội quân như vậy hơn nữa giang Bân và trương mậu lại làm biểu huynh đệ những người này tụ lại một chỗ thế lực chắc chắn ảnh hưởng đến quân kỳ sắp xếp bọn họ trong vệ sở cố định của bát châu cũng tiện rằng buộc bọn họ mấy người này ai cũng đều nhậm chức quan không thua kém người khác tội lỗi ngày trước cũng được xóa bỏ liền vui sướng đồng ý từ nay về sau cam tâm dốc sức vì triều đình hết thầy nghị định xong lưu lục phong lôi cầm công văn bổ nhiệm và thư ấn xá chạy ra khỏi thành báo cho lưu thất biết đám người hình lão hồ dẫn theo bộ chúng vào thành tự thú trương mậu thì tới chỗ của hoa thôi quan đến ngục phóng tích con tin giang bân và hai đứa con trai đồng thời nói rõ ý, ý chúng thủ lĩnh nhất trí đồng ý quy thuận quan phủ cho đồng đảng trong ngục nghe tới buổi chiều thủ quân bá châu xếp hàng nghênh hàng hơn 400 tên cướp dưới sự thông lĩnh của lưu lực đầu hàng quân binh ra nộp vũ khí đăng ký danh sách những việc an trí sự vụ đều do mộc chi châu và hoa thôi quan phụ trách tới trạng vạng tiếp nhận đầu hàng xong giang bân nhận ủy thác của Dương lang sắp xếp yến hội trong thành khoản đãi thủ lĩnh lớn nhỏ của bọn cướp hoàn ngành bọn họ cải tà quy chính đám người Trương mộng lưu lục đêm mặc quân phục mới tinh tham dự đám nhận được sự khoản đãi tình tình của quan viên bá châu thế lực của bọn cướp bá châu có thể sánh ngang ba thế lực lớn của giặc ở đông hải Dương Lăng hôm nay thân là quốc công thân vận quý trọng cho nên không tham gia yến tiệc hoàn ngành lần trước vì dụ dỗ bọn cướp tài bảo vận chuyển chiếc xe tật ra đều là giả lần này thật sự phải về kinh hắn đoán được sứ giả trong kinh ngày mai sẽ tới nơi buổi tối liền kiểm lại số lượng tài bảo trong dương một lần kiểm kê tương đối xong đóng cửa kho vừa mới trở về phòng ngủ lưu đã bồng truy liền vội vàng đuổi theo sốt ruột nói quốc công ra người trong kinh đến gọi người vào phó khâm sai ra tiếp chỉ đó Dưng lăng ngẩn ra hắn cũng không ngờ sứ giả truyền chỉ lại tới vào lúc này vội vàng đi vào tiền sảnh thấy trong sảnh một thái giám đang ngồi uống trà bên cạnh là bốn cầm y thị vệ bên người mang đao đứng nghiêm trang phía sau vị trí bên cạnh là chi châu mộc đại nhân cùng vài quan viên nghênh đón khâm sai đến Thấy hắn đi tới, thái giám kia vội đặt chén trà xuống thì lệ với hắn cùng kính nói. Nô tài mặc vân tường bái kiến quốc công gia. Dương Lăng bộ dơ tay lên nói. Mà công công miễn lễ, hoàng thượng hạ chỉ sao? Mà công công là thái giám truyền chỉ của thi lễ giám, hơn 20 tuổi, làm ra rất tốt, mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, y hạ thấp người nói, vâng, hoàng thượng có ý chỉ quan trọng, kính trên quốc công gia và phó công dài đứng đề đốc đồng thời tiếp chỉ. Dương Lăng bồi bằng gần đầu nói với Lưu Đại Bồng Trì, đi mau, mời lương phó sứ đến tiền giành tiếp chỉ. Lương Hồng và hai tiểu thái giám Tâm Phúc đang bận rộn trong phòng, một cái bàn lớn đầy tiền, có hạt đậu vàng bạc nguyên bảo, còn có tiền đồng và tiền giấy đại minh tỏa ra mùi tiền, cả ba người bận túi bụi tính toán không thể rời đi, còn chưa tính ra con số, bên ngoài cửa phòng ầm một tiếng dọa Lương Hồng hoảng sợ. Bên ngoài lại ầm một tiếng sau đó truyền đến thanh âm của Lưu Đại Bồng Trì. À, Lưu Công Công, đi ngủ sớm như vậy sao? Quốc công ra mời ông đến tiền sành đó, trong kinh có ý chỉ. Âm, Lương Công Công, mong đã dậy chưa? Âm, dầm dầm. Lương Hồng tức giận hừ một tiếng, vội vàng ra hiệu hai tiểu thái giám phủ bốn góc của khăn trải bàn lên, che đi tài vật trong phòng, sau đó hạ thấp giọng nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi tiếp tục kiểm kê, kiểm xong con số thì bỏ vào trong dương dưới gầm bàn, tiền giấy đại minh không cần đếm, ra đều thưởng cho các ngươi, biết chưa?" Hai tiểu thái giám mới 11, 12 tuổi vội vàng đáp ứng. Lương Hồng lúc này mới đứng lên, nhét bàn tính nhỏ bằng đồng treo trên cổ và trong cổ áo, tới trước cửa ho trước một tiếng, sau đó mở cửa phòng ra vẻ chân tĩnh nói: Liêu thị vệ, ngươi đừng gõ, đây là gõ cửa hay là đánh trống vậy? Lưu đại bồng trì cười khan nói, hơ <laughs> hơ, lương công công, lực tay của ta lớn mà. Gã ló đầu nhìn vào bên trong xem xét, ngạc nhiên nói, Ê, công công chưa ngủ à, ngồi dưới đèn nói chuyện phiếm với hai tiểu tử, đã vậy còn cài cửa nữa. Lương hồng đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại nói, Ồ, không có gì, nói chuyện phiếm pha trò thôi, người nói cái gì tới, người trong kinh tới à? Lúc này, ta thành Thanh Châu có rất nhiều người trong nội xưởng mà thành thời vẫn ăn bài ở các nơi trong thành đánh xe ngựa phần lớn có thể dùng roi hoa nhưng mánh khóa ở trong đây cũng không ít tiểu từ ở trên một xe lửa kia dường như thấy cánh tay không đồng đậy có thể vung được tiên hoa xinh đẹp vang vọng như vậy vậy cổ tay trên cánh tay kia phải có bao nhiêu sức lực đây đặc biệt là nàng đang đánh xe lửa roi dùng cũng không phải là loại roi dùng cho ngựa lớn thật dài kia thật là kỳ quái chỉ có một chút nghi vấn nhưng đối với đám người của nội xưởng khổ sở không có đầu mối mà nói Chút bánh mối này lại rất đáng để điều tra rõ. Hai người nháy mắt với nhau, dừng lại ở xa xa. Ngói đen, gạch xanh, lan can đỏ, tường trắng. Ngôi nhà dân này vẫn có thể xem như là giàu có ở nơi thôn làng này rồi. Đánh xe tới trước cửa, Thôi Bành Nhi vừa vàng buộc chặt dây cương trên cọc gỗ ở cửa, sau đó vội vàng vào sân. Một ông già áo vải xanh 50 tuổi đang đầy một cái cối say. Thấy nàng trở về, vội vỗ hai tay, cập khiếng chạy ra đón, cười vui vẻ nói, Oanh Nhi đã về rồi, thuốc... Thôi anh Nhi cười nói, Tàn thúc thuốc đã lấy về rồi chúng ta về phòng hãy nói vậy là tốt rồi ông lão vừa nghe nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra trong phòng bờ đầu giường có một lão bà bà đang đùa giỡn với một đứa bé tiểu tử kia mắt to cằm nhọn trắng trẻo đầu đội mũ da hổ mặc bách da y nằm trong chăn được quấn thành một vòng bảo vệ tuy nói toàn nhìn khá gầy nhưng tiểu tử kia tinh lực tràn trề đang ra sức vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay lão bà bà vừa bắt được lên không buông ra hai ngón tay bị đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt nhấc lên phía trên là có thể kéo cả nó theo chỉ có điều đứa nhỏ cổ còn mềm không dám nhấc nó cao như vậy đứa trẻ nhỏ như vậy sức nhấc lên cũng phải nhỏ lắm nhìn thấy thôi anh nhi liệt tiến vào lão bà và bà cũng cười híp mắt thằng người dậy tam thầm, ôi đã về rồi mang thuốc về rồi à tam thúc xen miệng cười nói mang về rồi lần này tốt rồi đứa nhỏ này mạng cũng khổ thật bé trai tân tú như vậy lại sinh non cả tháng thai cũng mang chút bệnh cha mẹ liền nhẫn tâm bỏ đi mày mà gặp được oanh nhi nhặt trong núi về bằng không cần không phải để sói ăn sao thời oanh nhi sắc mặt không ngăn nhả nắm đổi giọng hỏi tam thẩm sắp đến trưa rồi nước nấu chưa ờ à, nấu rồi đặt kia tam thẩm đứng dậy phổi phổi vạt áo trước cầm cái chậu gỗ lớn đặt trên giường sau đó từ từ đi xách nước miệng lẩm bẩm nói ông già cũng đừng nói như vậy ta thấy đứa nhỏ này có phúc khí mới để cho oanh nhi nhặt được bằng không bệnh trong thai nhi mà sinh non người nhà tâm thương chị được sao Bây giờ nha, đám dân chúng đều sống không nổi nữa, người lớn còn lo không xong, ai còn lo lắng cho đứa nhỏ chứ? Tam Thúc không đáp lời bà, ông hít con người trêu đùa đứa nhỏ, cười ha hả nói. <laughs> Nhìn đứa nhỏ này, tuấn tú như vậy, chừng thành thiên nguy rồi, không chừng làm nhiều thiếu nữ mê đắm đó. Khí thù à, cười với tam ra một cái coi. <laughs> Nhìn xem nó cười này, đứa nhỏ này vừa cười lên thì mày vui mắt cười thu hút người khác nha. Ông ta thổi mạnh hai má tiểu tử kia đùa nó nói. Tiểu <laughs> sắc quỷ con đó, vừa nói cho con cưới vợ liền mừng rồi à nhà oanh nhi nhà quan hãy nói đứa nhỏ này với con hữu duyên càng lớn thì càng có vẻ giống con đó mặt mày này ông ta ngồi bên mép giường nói có điều nói gì thì nói con nuôi vẫn là con nuôi con và hồ từ rốt cuộc đã có chuyện gì vậy trước kia không phải rất tốt sao năm trước đi kinh sư thấy hai người các con nằm mỹ lần trước trở về lão đại cũng dựng râu trừng mắt với hồ tự có phải nó ở bên ngoài gieo họa phong lưu gì rồi không thưa anh nhi phiền lão nói ờ à, tạm thúc đừng nói nữa Ê, không nói không nói, có đôi khi nên mắt nhắm mắt mở ra bộ hồ đồ đi. Thấy Tam thuốc con thành thật vậy, khi còn trẻ cũng là một con mèo con ăn vụng đó. giữa phù thế có thể tha thì tha, lần này ở Mỹ hơn một năm rồi, tục ngữ nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, lần này ở Mỹ hơn năm cũng khó chịu lắm rồi, cũng nên hòa hào thôi. Tam Thẩm con ngắm trong ôm hài tử thay con đỡ. Nữ nhân mà, dù sao cũng phải có một đứa con thân sinh chứ, đúng không? Tam Thẩm vừa lầm bẩm vừa múc từng bình nước lớn đồ nước ấm vào trong chậu gạo nước rất đầy nước nặng trừng hơn 10 cân ở trong tay bà lại nhẹ như không có gì đương nhiên bà mặt mũi hiền lành đi đường cũng có chút chậm chạp lão thái bà này năm đó cũng là một con cọp mẹ của thôi ra sân trại trong tay vung một đôi song xiên hàn quang lấp lánh võ nghệ tuyệt đối không dưới trượng phu của bà mẫu thân thôi bay nhi chết sớm là tam thầm nuôi lớn nàng cảm giác nàng đối với đôi phu thế này thực không thua phụ mẫu thân sinh biết rõ nàng không thích nghe nhưng cũng chỉ có đôi phu thê này mới dám lầm bầm trước mặt nàng Tam Thúc vừa nghe lão bà nhắc tới chuyện cũ lúc lão còn trẻ, vội cứng cổ lại quay ngoắt qua một bên không nói. Thôi bà nhì thở dài cũng không đáp lời. Nàng biết Tam Thúc tam thầm là có ý tốt, nhưng giữa nàng và Dương Hổ còn có thể hòa hảo sao? Ban đầu nàng không chịu nói ra chuyện Dương Hổ có lỗi với nghĩa khí huynh đệ, chỉ là bản thân thất thần trước cảm thấy thiệt thòi cho gã. Sau đó Dương Hổ hám lợi đem lòng, ý niệm tạo phản càng ngày càng mãnh liệt. Có điều vì nghiêm lệnh của Thôi lão đại, nhân mã của nhà cũ Thôi ra toàn bộ đã lui ra ngoài, hợp nương tử một mình sống ở khuê lầu trước kia khi thì xuống núi đi lại độc lai độc vãng miễn nhiên là cách làm việc như khi chưa gà chồng cắt đứt tới lùi với gã cũng lười không quan tâm chuyện của gã nữa anh ở bá châu chỉ huy chu đức an phụng thánh chỉ tiêu diệt phỉ bởi vì chủ lực sân trại của dương hổ đã nghe tin mà trốn xa không có bao nhiêu sân tạc có thể tiêu diệt vì kiến công lập nghiệp ông ta bắt đầu liên lụy vô tội dùng kế dụ hàng công phá trại thôi ra giết chết rất nhiều phụ nữ và trẻ em đã trại thôi ra không hề phòng bị bị đánh trở tay không kịp ngay cả thôi lão đại cũng trúng tên nhọn mà bỏ mạng huyết Thải thâm kiều như thế có thể không báo sao triều đình bội tín bạc nghĩa lại không hận nhân mã nhà cũ thôi ra may mắn còn sống nhất trí quyết định gia nhập nghĩa quân của dương Hổ khởi binh tạo phản vì trăm ngàn tính mạng oan uổng của đại trại thôi Gia báo thù sự tình đã đến bước này thôi bênh nhi cũng không thể ngăn cản đành phải nói xấu dương hồ với nhị thúc nhưng sơn trại thôi Gia hiện tại lòng tràn đầy thù hận đối với quan phủ nhất là chu đức an thân gánh món nợ trên ngàn mạng người của sơn trại thôi ra về phần dương hổ người gã hại chết chính là người trong sơn trại dương gia của gã tôi lão ngũ trùng quỳ chỉ bị dương hổ dùng kế điệu hồ ly sơn dẫn đi để tiền cho gã diệt khẩu lại vô tình gặp gỡ di lạc giáo chủ mà bỏ mạng thôi nếu muốn tính mối thủ này bị làm sao được so với đại thù sơn trại bị hủy lão đại bị giết hơn ngàn huynh đệ phụ nữ trẻ bị vứt thay nơi hoang dã chứ lão tam từ lâu đã thụ thương bị què sớm không quan tâm sự vụ trong trại lão ngũ lại chết cho nên nhị thúc và tứ thúc bí mật thương lượng quyết định giữ kín tin tức này không nói ra lợi dụng thế khởi binh tạo phản của dương hồ đạt được tâm nguyện báo thù cho mình cái dương hồ muốn là thiên hạ cái bọn họ muốn là đầu của chu đức an chính là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 169 của người về thầy minh hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 170